Bây giờ sắp tới bến xe Cà Mau này mà con, thì tại vì trục trặc cái vụ mà cái cây dành dành á, nó vận chuyển nó khó quá trời luôn, giữa đồng á, nên là mất thời gian, nên là bà con cô bác đợi thông cảm á. Hẹn mà con bác 10 giờ 9 giờ đến 10 giờ mà giờ tới 12 giờ luôn rồi. Trời ơi vận chuyển khó quá con ơi. Nằm giữa đồng rồi mấy em mà chắc lên đẩy ra là mướn xe ông đa chở ra, nên nó vận chuyển lâu quá trời. Rồi giờ cũng sắp tới rồi nè, chứ sẵn phát cây cho bà con nè. Bà con cô bác Cà Mau thông cảm á, tại vì này trục trặc cái vụ máy á. Người Cà Mau dễ thương vô cùng. Chưa tới bà ơi, chưa tới bến xe chạy lại chút xíu tới à. Cái xăng trước á. Xăng này của nhà nước. Quên đi cái xăng gì tao bỏ không bỏ không có để nó chụp vô đây. À, cái xe tài xế này là fan nè mọi con. Fan của Minh Tuấn Bolero nè. Bởi vì phái đi xe này hoài luôn á. Nhạc chế Minh Tuấn Bolero. Hoài xem ủng hộ gì cho anh Tuấn nha. Cái xe này là fan ruột của Minh Tuấn Bolero, nhạc chế. Chưa tới đâu. Tới cảng hàng không Cà Mau à, tốt lắm. Cảng hàng không là sân bay hả? Bỏ không đi gì bỏ đâu, lên máy bay về đó. Có máy bay không? Có, mà hàng không mà, bay Sài Gòn mà. Nè, chúc lại cái xăng này nè. Ở đây nè, cái xăng này nè. Có, nhắm lòng. Phải không ta? Ừ, cái xăng đó. Rồi, nhìn tới phải nè, tới đó. Tới nè. Tới bên xe mà tới. Ngay cái thằng trước đâm ra đó, gần dốc cầu đó. Ngay cái bà chạy đó, hai thằng đi đó. Bữa nay ít nghe. Nay thấy bà con Cà Mau ít à. Nhỏ nhạc đi Phúc. Nè, bà cầm máy rồi Trang đi tới đẳng quay trong đưa cho ông Phúc. À hạ cửa xuống. Bà con mình đi lại cây xăng đi ha. Rồi bà con mình lại cây xăng đi, thông cảm. Vận chuyển cây khó quá trời luôn. Rồi bà con mình lại cây xăng đi. Dạ. Dạ, đi lại cái xăng đi. Lại xăng, lại xăng này à, chú ơi. Hỏi con thơm mệt lắm. Nó cũng không bằng hộp hết trơn gì cũng được rồi. Hết này chân gà chừng 30 người bóng người. Mấy người mới nè, mấy người mới. Người này chưa có ha. Vẹo vô đi có gì đâu, bữa đó hỏi ai đâu, vẹo vô cặp xe tải nè anh Phước. Nó đụng cái xe đó. Vẹo xe tải vô trong luôn. Vô trong luôn. Lũi thẳng vô đó. Xe. Vô lỗ đó chạy vô trong luôn. Cái can nó ra vô đậu. Trời ơi hoài. Thẳng luôn. Mở đứt xe nữa rồi. À.
quá trời, cái vận chuyển nó khó rồi. Từ 8 giờ tới giờ luôn. Trời ơi, cái đợt này nó nằm giữa đồng á. Trời ơi, vận chuyển nó khó muốn chết luôn. Tính có thuốc uống bú cổ không Tính? Bị cái gì? Bú cổ á. Bị cái gì? Bú cổ á. Có mà không có nhiều. Dạ. Cái có thuốc viên mà thôi quá. Không, dạ thuốc viên không có. Dạ. Có cây dành dành không hả? Này nào bà con đang đợi đấy, ngay giờ không có đựng chết, chết chết với bà con liền. Vận chuyển á, trời ơi, nằm giữa đồng á, đây kéo bạc vô rồi mới mướn xe ông đâu ôm chở ra. Cho xin một cái thang mà. Dạ không, không cái thang đó con không có. Ngay có đem à? Không, hết luôn không có đem gì nữa. Bây giờ con về đây chưa biết nữa. Nó có đi về bánh con qua con lấy mới biết. Có nhà Bình Dương được không? Bình Dương không có. Hả? Giao Bình Dương đặt điện thoại á. Đặt giao Bình Dương cho con cậu á. À. Hồi đây có mấy người mà xếp hàng vậy? Có mấy người à? Ở đây có mấy. À, có mấy người, có mấy người mà. Có gì đâu. Trời ơi, bà con. Bà con nào không có là em đền là thiếu là em đền liền, không có là gì. Có phần hổm với cây nhỏ chồng chứ lấy cái cây bự bự này nè. Về găm chồng chứ. Ờ, cây này chồng sống nè, cắt ra chú cắt ra. À, rồi chú gửi tiền. Lần này là cái cây nó già nó bà con mình dễ trồng hơn ăn. Cái này mình trồng trồng sao cắt ra làm hai làm ba vậy đó hả? Ngắt khúc khúc, cắt khúc khúc nè, chồng nó sống hết trơn nè. Rồi. Ôi, bắt sao lấy vậy đi, cắt ra vậy đi con. Đằng này cái cây này bao nhiêu là đắp cả chục người luôn á. Cho anh hai bụi được không? Cho hai bụi luôn nè. Thôi một phần thôi, một phần thôi. Bà con mình một phần thôi. Còn nhiều lắm, còn nhiều lắm. Không cho hai người hai bụi cho em hai bụi được không? Bà con mình một bụi là đủ rồi. Bà bao nhiêu này là đắp 5-6 người luôn á. Nè, bao nhiêu này đắp 5-6 người luôn á. Cho anh bụi nữa đây. Cho xin ba bụi đó cho. Dạ dạ từ 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 từ. Bà con ở Bình Dương á, gửi cho Bình Dương ở nhà làm. Nè bà con từ từ đi nè bà con. Ba bụi. Bà con từ từ đi, ai cũng có phận nha. Xin ba rồi cô hai bụi thôi ha, để từ bà con đi ba bụi đi con. Đây 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 ba bụi đó cô, ba bụi đó. Đây đây đây, có tiền gửi tiền nè. Nè gửi tiền nè. Dạ 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 đây. Con xin hai bụi. Dạ đây. Như là lắp và nhiều dữ lắm luôn á. Dạ dạ cảm ơn dạ. Dạ một phần được rồi. Dạ. Cho cô hai phần đây thằng em. Dạ đây đây. Đây chị. Chồng bó trồng xuống sống đây. Đây 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 cô này nè. Bó trồng xuống sống rồi cho em ơi. Bó đó là nó không trồng xuống sống đây. Không có bó nào mà chết hết trơn á, điện tâm. Chị ở xa lắm, chị tới Bạc Liêu chứ tính gì. Bạc Liêu người ta chết ra Bạc Liêu em kêu kìa. Cho chị hai phần đi em. Đức. Dạ đây đây. Bà con nào nhãn cây á, thông báo xuống Bạc Liêu bên kia đó. Xuống Bạc Liêu á. Chú Viên có không? Chú Viên hả? Anh đợi chút xíu đi. Đây nè, cái này là vợ chồng nó dễ rồi. Bà con cái này nè. Cái nào cũng như cái nấy à. Cái này là lá nhiều dữ lắm luôn á. Dạ. Thôi được rồi, mọi người chỉ hai phần là nhiều lắm luôn đó. Không có, bây giờ để ra để cho người khác đi, để chứ một người một ấm. Nhiều đứa chồng mới lại về cắt khúc khúc đây nè, dạ. Cắm cho nó sống anh Tư. Ăn cắt khúc 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 đó. Cho ông bụi đi chứ hai cây gì. Hai bụi đi. Một bụi anh, một bụi được rồi, một bụi được rồi. Con giờ cái đó giờ con đi chảnh con đi đi lấy mới có chứ giờ trên nhà không còn. Vậy cô điện sau này con giao Bình Dương được
cái đó thì con gần gần nó chạy xuống con đi. Nó mắc đi làm mình nói mà lấy 2-3 bụi vô không á. Cái này cũng phải chết à. Cây á. Kệ đi ông đâu mà mày chơi sao. Đi em làm sao thôi. Thuốc uống hay là có bán không chứ? Không, thuốc uống mà thuốc uống gì chị? Thuốc khớp thì em không có mà chị bị bú hay gì? Tại bà chị bà hỏi chứ bà không, bà không bị bú. Không có bú em. Hỏi chú có bán không? Bán em giờ chỉ có thuốc khớp, thuốc bú thôi à, chứ em không có thuốc khớp. Dạ, thuốc bú là mấy bà con nào muốn cái thuốc xuống bạc không có thì ai mà bị nặng á, ai mà bị nặng á thì em gửi cho thằng không có người nữa là con có ấy cũng cho như cho quán cà phê kế Khánh Hồng á, kế khách sạn á, ngay khách sạn nhà nghỉ bú cổ rồi. Cô gì bị bú cổ hay gì? Kế bên có quán ăn luôn. Ở nhà hai ba người bị bú cổ. Đi xuống dưới. Bú tim rồi thêm bú. Có số điện lên to đây nè, còn về dưới hẹn con mới đem xuống là được. Không có số điện nè, đọc số điện qua cái đây. Thì đợi chút xíu đi ha. Đắp bao nhiêu lá tôi tính. Một nhúm gì nè. Vậy hả? Dạ mà đi ngắt một nhúm gì thôi, bởi một cây vậy đi đắp nhiều người lắm. Rồi như vậy gì. Đắp đừng có mình thấy đừng có thấy đắp nhiều quá là tốt, nhiều quá nóng nhiều đó. Cho gì xin thuốc bú cổ đi, bú cho em nè. Từ từ đợi em.